hy vọng rằng là em sẽ nhận được cuộc gọi từ anh chàng số 4 này để cho chúng em hãy về chung với lại một tầng sống với nhau, chứ đừng có lang thang bên ngoài nó kiếm mệt lắm. Đó. Yeah. Em chỉ có một câu duy nhất muốn nói với anh thôi là em thích kẹo và thích cả anh nữa. Anh hãy đứng ở đó và em sẽ tới, em sẽ là người chủ động trong tình yêu ạ. Đó. Em cần người nuôi, hứa sẽ ngoan. Chịu luôn anh ơi, ế quá rồi. Trời ơi. Ngày 29 tháng 6 2018, hành trình bắt sóng cảm xúc của Tần Số Tình Yêu mùa đầu tiên bắt đầu. 24 tập, 144 tần số khác nhau. 35 cặp đôi bắt đúng tần số. Tuy nhiên, những tần số lạc nhịp cũng để lại ấn tượng riêng. Và kết quả là không gọi. Sao vậy? Ồ, gọi luôn hả? Gọi luôn hả? Hơn cả nhịp đập trái tim là sự đồng điệu tâm hồn, ngượng ngùng, hài hước, cảm xúc. 31 tháng 5 2019, cùng chúng tôi viết tiếp hành trình thứ hai. Và bây giờ Tần Số Tình Yêu mùa 2 trở lại với ông mày tâm lý Hoàng Chấp Bư và bà mối trẻ trung Lê Lộc. Kính thưa quý vị, Lê Lộc và Hoàng Chấp Bư xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện vào khung giờ quen thuộc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy chờ đón xem những mảnh ghép có tìm thấy nhau hay không. Hoàng Rapper với những kinh nghiệm trong tình yêu của mình cũng sẽ làm tư vấn, làm ông mối, bà tơ, bà nguyệt dành cho từng người chơi. Wow, chắc anh Hoàng Rapper có nhiều kinh nghiệm cưa cẩm lắm đúng không? Đương nhiên. Anh có thể chia sẻ tí xíu được không? Em muốn chia sẻ về đối tượng nào, người nào? Em nghĩ là vợ anh đi, chứ chia sẻ đối tượng khác là tối nay khó vô nhà đó. Đúng, chính xác, vợ anh đi. Thì như em có thấy, về nhan sắc của anh thì nó có hạn, nhưng mà thủ đoạn nó có thừa. Anh sẽ sử dụng những bài hát của mình sáng tác. Anh hát liên tục, anh hát lia lịa, anh hát hàng đêm, anh hát tới nào mà cổ chán, cổ chịu không được, cổ phải gật đầu thôi. Anh nghĩ là chính nhờ giọng hát này mình mới có tình yêu. Còn như ai đó mà không có giọng hát em é hoài. Hồi xưa thôi. Ô, em ngày xưa khác rồi. Khác chứ anh. Là báo sao? Cho anh biết là em đang học hát và em vừa mới ra một MV. Ghê. Hát bolero được không? Trời ơi, anh biết mẹ em là bolero mà. Quên mất. Hát thử một đoạn nha. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị cười nha mọi người. Chuẩn bị cười nha. Bớt giỡn đi. Rồi đếm vô nhịp đàng hoàng. Đếm vô nhịp nè. 3, 2, 1, xin mời. 2, 1, xin mời. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Trời ơi, bất ngờ. Bất ngờ chưa? Sao tiếng? Trời ơi, đâu phải chuyện dễ đâu anh. Trời ơi, sao chưa giọng nói yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Xuất sắc em ơi, em học chỗ nào vậy? Chỉ anh coi. Trời, em học một người thầy lớn nổi tiếng đàng hoàng nha anh. Rồi người ta đến. Ê, theo họ hàng đôi bên. Cứng ơi, dễ ơi, cứng ơi. Nè, cứng rồi đó. Chị á, chị kỳ lắm. Chị hát, chị đếm 1, 2, 3 cho người ta nhép vô đàng hoàng. Hóa ra là cô này sử dụng nghi vấn hắc não anh em mình. Tại biết mai chương trình có ca sĩ bolero. Ủa vậy hả? Một trong hai nữ chính ngày hôm nay là ca sĩ bolero. À, giới thiệu ra luôn. Xin mời bạn Quỳnh Như. À. Wow, rất xinh đẹp. Wow. Xin chào ca sĩ Quỳnh Như. Dạ, xin chào mọi người ạ. Em tên là Phạm Quỳnh Như, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp của em là ca sĩ ạ. Mình là cô nàng song ngư yêu văn chương, bị cuốn hút bởi những gam màu nóng, cuồng nhiệt. Dự báo thời tiết mới ghé tai mình thủ tí rằng hôm nay mình tìm thấy bạn,
số 1, số 2, số 3 hay chàng trai bước ra từ ô cửa số 4? Nếu chẳng thể là người đón bình minh, có thể là người chào hoàng hôn cùng mình được không? Hèn chi có chất giọng ngọt ngào đến vậy, từ âm thanh đến hình ảnh đều sống động hơn bên kia nhiều. Không biết là hôm nay Quỳnh Như đến với chương trình này có đặt ra cái mục tiêu gì không? Chỉ cần tìm một bạn nam nào đó để mình có thể tâm sự những lúc mà mình buồn trong công việc, như thế là quá đủ rồi. Bên cạnh đó em có muốn nhận đệ tử làm ca sĩ Bolero cùng với em không? Chắc em phải hỏi cô Lê Giang thôi. Cảm ơn Quỳnh Như rất nhiều. Nhưng mà còn nhân vật nữa đúng không nào Lê Lộc? Dạ đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón bạn diễn viên Minh Trân. À, một cú này diễn viên à. Xin chào Minh Trân. Trời ơi, sao vậy, người quen con hả? Con bé này là học viên của sân khấu kịch Phú Nhuận. À, là học trò của Hồng Quân hả? Dạ đúng rồi, em ca mấy em giới thiệu cho mọi người được em biết. Em chào chị, em chào anh, em chào mọi người. Em là học sinh ca 7. Em tên đầy đủ là gì? Dạ, em tên là Phạm Thị Minh Trân ạ. Năm nay em 20 tuổi. Anh là mặt đất rộng, em là chiếc lá xanh. Nếu một ngày lá rụng có chạm vào tim anh. Cô bạn diễn viên thích chinh phục những vai diễn khó nhằn, gai góc ấy. Thế mà đứng trước vai diễn chân thực của đời mình, nàng lại mỏng manh và khao khát yêu thương nhiều đến vậy. Bước xuống sân khấu, chỉ cần điểm dừng cuối cùng của ánh mắt mình là anh, là đủ bình yên cho một ngày dài rồi. Còn quê quán của hai bạn như thế nào nào? Em gốc Huế. Gốc Huế. Nhưng mà sinh ra và lớn lên tại Bình Phước. Dạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Mỹ Tho. Nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Sao hôm nay mà dám liều lĩnh bước lên cái sân chơi này vậy? Xin thầy, xin cô, xin ba, xin mẹ chưa? Dạ thật ra thì em ế quá rồi. Ế quá hả? Tội nghiệp vậy ta. Ủa sao xinh vậy mà ế là sao? Em cũng giống như chị Lê Lộc chưa? Đâu có em. Trời đào chưa hỏi chi rồi thốn chị em rồi. Em chung tại em niệm. Không biết nữa thôi chứ sao em biết chị ế bé nè. Đùa một tí thôi, rõ ràng ai cũng muốn mưu cầu trong hạnh phúc. Ngày hôm nay sẽ có 4 ứng cử viên sẽ cố gắng làm sao để chinh phục trái tim của các người đẹp. Nào, bây giờ thì xin mời các người đẹp sẽ di chuyển đến vị trí của mình. Đây, xin mời các bạn. Chào mừng quý vị đang đến với vòng đầu tiên của tần số tình yêu, đó chính là đi tìm tần số. Và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ 4 hình ảnh sau đây, xin mời. Bam 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 bam. Wow. 4 dáng khác nhau của 4 chàng trai, trời ơi thả tim luôn. Em có thể giữ động tác đó đến cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là lời giới thiệu đầu tiên của mỗi chàng trai. Xin mời chàng trai ở vị trí đầu tiên. Mình tên là Phan Đỗ Minh Truyền, mình 20 tuổi, mình đến từ Long An. Sở thích của mình là được hát, nhảy và nấu ăn. Các bạn nữ ơi, mình rất là thích nấu cho người yêu mình ăn. Cho nên hai bạn mà nếu mà yêu mình á, thì mình sẽ nấu cho ăn mỗi ngày nha. Wow. Một lời hứa hẹn khá là hấp dẫn. Nghề nghiệp chính của bạn là gì nào? Dạ hiện tại em đang là diễn viên với lại dancer ạ. Cho chúng tôi thấy nhẹ nhẹ được vài hình thể động tác của bạn để chứng tỏ mình là một dancer được không? Dẻo ha. Vậy đúng với đam mê đúng không nào? Thật sự đó là đam mê từ nhỏ của em ạ. Nhưng mà nó vẫn còn bấp bênh cho nên em làm thêm một nghề là kinh doanh bán hàng online ạ. Bạn bán gì? Dạ em bán nước hoa. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe đôi lời giới thiệu của anh chàng ở vị trí số 2. Xin kính chào anh chị MC và hai bạn nữ xinh đẹp và toàn thể các bạn đang xem ở đây, một lời chào trân trọng nhất ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hành Tâm. Năm nay mình 22 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên tại quê hương xứ Dừa, Bến Tre. Công việc hiện tại của mình là làm PT. Bạn làm PT lâu chưa? Dạ em làm được nửa năm rồi chị. À cũng mới thôi hả? Làm thôi, còn trước đó là phải tập rồi đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Thử khoe con chuột cho mình coi thử được không? Thử. Chuột thấy... 6 tháng nghe nó cũng khác hả? Chuột 6 tháng. Nhưng mà rõ ràng là anh ấy có một thân hình rất là gọn gàng nè. Dạ. Cảm ơn Tâm. Xin mời anh chàng số 3 giới thiệu về mình nào. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Lê Võ Hoài Thịnh. Năm nay mình 20 tuổi. Hiện tại mình đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Một anh chàng cũng đam mê về nghệ thuật. Hèn chi có dáng lãng tử đến vậy. Mình là một người con của miền Tây.
ở mảnh đất Tiền Giang, có một gia đình đặc biệt là có tới 2 người mẹ và 2 người cha. Và tài sản lớn nhất của Thịnh bây giờ chính là 2 người mẹ của Thịnh. Mẹ ruột và người mẹ còn lại là? Người mẹ còn lại em tạm gọi là mẹ hai, đó là mẹ kế của em ạ. Nhà Thịnh thì không có gì ngoài sầu riêng. Ai muốn thưởng thức sầu riêng quê Thịnh thì về đội của Thịnh nha. Hai người đẹp nhà mình thích ăn sầu riêng không ạ? Dạ không. Trân á thì họ không thích lắm, còn Như nè. Dạ em rất thích. Anh cũng rất thích. Kệ anh chứ. Đương nhiên. Em chỉ quan tâm tới 4 chàng trai kia thôi. Ai quan tâm tới người đã có vợ như anh. Chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa ở những vòng tiếp theo. Đây là một anh chàng sống tình cảm đây. Xin mời anh chàng cuối cùng. Pitbull. Tôi tên là Neo, thường đi trên chiếc xe cổ, mỗi tối thường hay xuống phố, trên tay vắt cây guitar, hát nghêu ngao kèm câu hát, lắc lư theo nhịp flow, viết lên vài bài sáng tác. Và tôi hát theo một cách rất khác, và rồi tôi rap theo một cách rất gắt. Khá là cá tính. Anh ơi, anh tên gì đó anh? Tên thật của mình tên là Phan Minh Lộc, năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 4 của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Sao vậy Trân? Dạ thì em hiện tại cũng vẫn còn đang học đại học mở. Ủa vậy hả? Dạ. Chuyên ngành nào? Em học bên xã hội học. Bạn Lộc ơi, công việc hiện tại của bạn đang làm gì? Hiện tại là mình đang lập kênh YouTube để một cái nhóm series hài và mình cũng sáng tác nhạc. Hãy cố gắng tự tin lên nha, Minh Lộc. Cảm ơn, dạ, bạn cảm ơn anh rất nhiều. Cho em hỏi hai bạn nữ được không ạ? Xin mời Truyền. Dạ, cho Truyền hỏi Trân giống như là sinh nhật của hai bạn là vào ngày mấy ạ? Của em là vào ngày 22 tháng 4. Rồi Minh Trân là 22 tháng 4 ạ. Còn Quỳnh Như? Của Như là 22 tháng 2. Wow, wow, cùng số 22 đúng không ạ? Rồi còn Lê Lộc? 8 tháng 1. Rồi chơi quân luôn. Dạ. Và bây giờ xin mời hai cô gái cũng như tất cả mọi người hãy khám phá chiếc ốp điện thoại của 4 chàng trai nha. Đây. 4 cái điện thoại thì các bạn trai cũng có sử dụng chiếc ốp đằng sau lưng để bảo vệ. Ở vị trí đầu tiên là Minh Truyền ha, một cái ốp lưng màu đen có họa tiết. Họa tiết này là con gì hay là hình gì vậy Truyền ơi? Dạ, họa tiết này là con rồng ạ. À, tại sao bạn chọn con rồng? Em thấy nó gọn với lại không làm bể điện thoại thì em mua thôi. Đẹp nữa chứ. Như vậy là bạn có cái gu cũng khá là đơn giản đúng không nào? Không thích quá màu mè, đặc sắc và nổi bật. Dạ. Bạn số 2, tại sao bạn lại có chiếc ốp lưng cá tính như vậy nhỉ? Tại vì mình thích hai màu, màu trắng và màu đen. Nhưng mà mình trong đó mình có rất thích động vật, đặc biệt là con chó. Thích nuôi chó. Bạn có hiện đang nuôi chó không? Dạ, em đang có nuôi một con chó. Hai bạn nữ mình có thích nuôi chó không ta? Dạ thích. Còn bạn Như? Còn riêng Như thì Như rất là sợ chó. Sợ cún hả? Tại sao vậy? Có một câu chuyện như thế này là hồi xưa đi học á thì hay nghịch. Tới khi té một cái thì con chó từ đâu tới tắp cái chân á. Nó chụp, nó thấy động tác lạ quá. Đúng rồi. Thế là từ đó tới giờ là bị sợ chó, tới giờ cũng biết kể cả. Nhìn con chó rất là cưng nhưng mà thật sự mình rất là sợ. Bị ám ảnh. Thôi thông cảm cho quá khứ bị ám ảnh của cổ nghe. Cảm ơn Tâm. Xin mời anh chàng số 3. Thuận buồm xuôi gió 5 ký hợi đúng không nào? Một chú heo rất là đáng yêu. Đây có phải là hình ảnh để giúp cho chúng tôi thấy được bạn là một người lạc quan không Thịnh ơi? Dạ, thật ra thì ai cũng vậy, ai cũng luôn luôn mong mọi điều tốt lành sẽ đến với bản thân và gia đình. Với lại nhà em nuôi con heo 70 ký, giờ mẹ nuôi hết nổi rồi. Cho nên là kiếm bạn nữ nào đó hốt về nuôi giùm. Trời đất ơi, thiệt luôn vậy hả? Trời đất ơi, thiệt luôn vậy hả? Chà, hợp lý quá ta, rất là căng rồi nha. Màu sắc yêu thích nhất của bạn là gì Thịnh? Dạ em màu xám ạ. Màu xám, còn hai người đẹp? Em thì thích màu hồng, màu đỏ. Còn Trân? Em thì thích màu hồng. Rồi, xin mời anh chàng cuối cùng. Bạn biết chơi guitar hả Lộc ơi? Dạ. Ủa? Dạ Minh Lộc, dạ em xin lỗi chị Lê Lộc. Anh có thể em gọi em là Neo để đỡ trùng với chị Lê Lộc. Neo. Dạ. Đây là một cái câu lạc bộ của trường em. Con cú đêm này là tượng trưng cho những cái đêm mình mất ngủ hay không ngủ gì đó. Mình nghĩ là cái áng mây màu hồng của mình chắc còn đang ngồi ở ngoài đó. Và hy vọng là nó sẽ thay đổi cái ốp lưng của mình. Đó là ốp lưng thôi. Nhưng mà còn cái hình nền thì sao đây? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ai chà, mỗi chàng một màu sắc khác nhau. Chàng trai số 2 nè, thấy buồn buồn vậy ta? Đúng rồi, với lại là hơi sống nội tâm tí xíu. Tâm trạng của em thì rất là đang kiểu mà đang rất là cô đơn. Cũng cần em thì thích, rất thích đi phượt hay là đi đâu đó. Em cũng đang cần một bạn nữ cùng người yên sao em.
chở đi khắp mọi đất nước. Hai bạn nữ của mình có thích đi phượt không nhỉ? Như thích không nào? Dạ em thích. Còn với Minh Trân thì sao? Dạ em cũng thích đi phượt nhưng mà chưa bao giờ đi. Anh Tâm ơi, anh nghe. Hình như em với anh biết nhau thì phải. Ghê vậy? Nghe giọng nói rồi. Là có tập gym chung đúng không? Có dạ không, tại vì em có một người bạn tên là Thành Tâm luôn. Vậy hả? Anh cũng nghe giọng em rất là quen luôn. Trời, người ta diễn viên mà, có khi là thấy trên phim đó. Nhưng mà bạn Thành Tâm đó làm cái gì và ở đâu? Em nhớ là bạn ấy đi quay chung với em cái bộ phim nào đó. Thành Tâm mình có bao giờ đóng phim chưa nhỉ? Dạ, cũng có. Có khi là ảnh hen. Chà, là bữa này gan ha. Có thể là để ý đến Minh Trân từ lâu rồi mới tận dụng cơ hội ngày hôm nay để đến đây chinh phục cô ấy. Hy vọng là bạn sẽ có cơ hội để đổi cái hình ảnh khác, mang màu sắc nó tươi vui hơn. Còn hình ảnh thứ ba nào? Tại sao bạn đặt cái hình ảnh rất là đáng yêu này Thịnh ơi? Dạ thưa anh chị và hai bạn nữ là tại vì chó là một loại động vật em thích. Với lại cái thứ hai là tại vì cái mặt cái con này nó rất là ngáo và nó rất là dễ thương. Ủa con này của bạn hay là bạn lụm trên internet? Dạ không, em lụm đâu, ở trên trần đời này em không biết. Nhưng mà nhìn thấy ghét ha. Dạ, cho nên là mỗi lần mà mở điện thoại lên mà em mệt mệt, buồn á thì nhìn cái mặt nó ngáo ngáo á thì em cảm thấy là vui lại. Cho nên là em để cái hình nền này luôn ạ. Chúng ta hãy cùng đến với bạn trai cuối cùng, bạn Neo. Quá ấn tượng, tại vì một màu đơn sắc thể hiện được cái chiều sâu thâm thẳm giống như là góc nội tâm của chính anh ấy vậy đó. Hình ảnh này bạn để bao lâu rồi Neo ha? Từ lúc mình mua cái điện thoại này. Như vậy là anh này cũng khá có lập trường. Nếu như sau này mình có người yêu nè thì mình sẽ đổi hình nền nó phong cách gì? Nếu mình có người yêu thì trong bức hình này có một chỗ để ngồi, thì cái chỗ đó dành cho mình và người yêu ngồi ngay đó. Rồi cũng nhìn về nơi xa lắm đúng không ạ? Nhưng mà ở trong cái khoảng trời rộng đó, mình không còn một mình nữa mà là hai mình rồi. Truyền hỏi Như ạ, Như thích người mẫu người đàn ông cao gần 1m8 và biết nấu ăn không vậy Như? Nếu như mà được như vậy thì sẽ rất là ok. Cái đó nghe giống như đang tả Thịnh vậy ta. Trời ghê vậy Thịnh, Thịnh ơi Thịnh, Thịnh có ai lấy bằng keo bịt miệng đâm chọc này không hề? Trời ơi, anh biết em tốt mà Thịnh. Thật sự là Truyền rất là thích nấu ăn cho người mình yêu ăn. Cho nên là một trong hai bạn chọn Truyền thì chắc chắn sẽ nấu ăn mỗi ngày và đảm bảo không bao giờ rửa chén. Bạn tự nấu, bạn tự dẹp luôn, tuyệt vời. 100% lo từ A đến Z luôn. Anh ơi. Dạ. Ví dụ mà anh cứ nấu ăn rồi cứ làm như vậy hoài, anh nuôi em vậy em mập lên rồi sao? Không sao đâu ạ. Tại vì mập thì cũng là người yêu của mình thôi. Dù mập thì ngủ ôm đã mà. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Các bạn trai có nghĩ vậy không ạ? Không ai đồng ý hết chứ. Không ai đồng ý hết. Cảm ơn Truyền, rất là khéo, rất là vui tính. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ mở xem là cái màn hình khóa của bốn chàng trai của mình là cái gì nha. Đây là những ứng dụng mà các anh ấy đã tải về để sử dụng. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu với chàng trai Minh Truyền đi ha. Lướt lướt nhẹ cái điện thoại mình để xem cái menu của mình là gì nào. Dạ. Những cái phần mềm khá là quen thuộc ha. Cũng sơ sơ vài hình thôi đúng không ạ? Thấy bộ sưu tập của bạn không có nhiều lắm đúng không? Đồ ăn. Wow, đồ ăn quá nhiều. Đi ăn đồ nướng hả Truyền? Dạ, còn cái này là đi với bạn em ở Bùi Viện ạ. Đừng coi tấm này trời giờ đói. Này coi hành hạ bao tử lắm. Đa số là hình ảnh về đồ ăn, thức uống. Dầu thơm nè. Đây là những sản phẩm của bạn đúng không? Dạ. Bữa nay có đem theo để tặng cho các người đẹp và tặng MC không? Dạ, bán mấy trăm chai hết rồi anh. Ghi nhận thái độ. Dạ. Lần sau sẽ tặng mỗi người một chai ạ. Anh ơi. Dạ, anh nghe ạ. Anh có thể cho em coi danh bạ của anh được không? Hả? Được ạ. Ok. Em muốn coi chữ em yêu hay gì hả? Hay cục cưng hay gì phong? Đầu tiên là mấy A là anh nè, mẹ yêu nè. Ủa An là ai mà anh lưu mẹ An vậy anh? Dạ, mẹ An là mẹ của người yêu cũ ạ. Là tại vì chia tay lâu lắm rồi nhưng mà mẹ của người yêu cũ vẫn rất là thương Truyền ạ. Anh này phải người tốt đúng không? Thì mẹ của người yêu cũ tính giờ vẫn quý mến, lâu lâu cũng gọi điện thoại hỏi thăm đúng không Truyền? Dạ, hỏi thăm hoài luôn, mà hỏi thăm là sao Truyền không xuống nhà cô chơi này kia. Ủa không chia sẻ lý do luôn hả? Dạ cũng có nói lý do tại sao mà hai bên chia tay thì cô cũng hiểu thì cô không trách, cô chỉ nói là cô thương thì lâu lâu con rảnh con xuống con chơi. Hiếm có trường hợp nào được như bạn Truyền lắm đó. Cảm ơn Truyền rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá số 2, Minh Tâm.
Như vậy là bạn chỉ lưu rất là ít ứng dụng đúng không Tâm ơi? Dạ đúng rồi anh ơi. Cho Như mở xem phần hình ảnh của bạn được không hả? Vậy là mình quen nhau thiệt rồi. Bạn em phải không? Hôm qua em vừa like hình của bạn ấy. Ồ, hai người có kết bạn Facebook với nhau rồi à? Dạ có. Hình tấm nào vậy? Dạ tấm bạn ấy đi ăn á. À, bạn ấy có rủ em. Có rủ. Ủa vậy hả? Mày không có đi. Thấy ghê không? Bữa nay quay lại đây để phục thù nè. Rủ đi ăn không đi, bữa nay tôi cua luôn cho biết. Dạ. Nào lướt lên nào, lướt lên nào. Hình về bản thân nè, hình về cún nè. Ôn cún dễ thương quá. Làm cún của ở nhà bạn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Yeah, yêu quá. À, những đứa trẻ đó là ai vậy? Dạ là em của em. Ở nhà em có mấy người em? Em thì là con một, em sống một mình với mẹ thôi. Ồ ồ. Ồ bạn có đua xe đạp luôn hả? Dạ có anh. Ồ bạn đua giải phong trào hay chuyên nghiệp? Dạ em đua chuyên nghiệp. Trời ơi, wow. Giỏi vậy. Đua chuyên nghiệp luôn kìa. Cái này lâu chưa Tâm? Cái này hồi năm 2016. Bạn đội nào? Dạ em đua cho Bến Tre. Trời ơi, đội Bến Tre luôn. Một anh chàng tràn trề năng lượng. Đến bên này là bảo đảm khỏe khoắn liền ha. Chế độ tập luyện dinh dưỡng sao ảnh biết được hết. Chúng ta hãy đến với bạn Hoài Thịnh hen. Đâu, xin mời bạn mở màn hình của mình ra nào. À chà, lưu khá nhiều nha, nhiều trang lắm nha. Cái món ăn này chắc là món khoái khẩu của mình hả Thịnh hả? Dạ đúng rồi ạ, đây là món bún đậu mắm tôm. Nhìn hại bao tử quá anh Thịnh. Đó ơi. Ngân hàng mẹ. À, làm chắc, sao? Chắc là hay cung cấp lắm nhỉ? Nghĩa bóng nghĩa đen luôn á, là lúc nào ngân hàng nó cũng nhiều thì mẹ luôn là nhiều tiền. Với lại là tình cảm, tình thương dành cho mình lúc nào nó cũng nhiều như cái ngân hàng vậy đó. Mẹ này mẹ nào bạn ha? Dạ ngân hàng mẹ này là mẹ ruột của em ạ. À, người hùng vốn với đó. Mẹ là người chắc là ba rồi. Rồi đúng rồi. Mày này dễ thương. Rồi Tăng Tâm dễ thương cute nhất đời là ai vậy hả? Là một cái anh bạn của em ở Bến Tre ạ. À. Em suy nghĩ là nếu như mà bạn này mà quen người yêu chắc đặt tên người yêu chắc té giếng chết luôn. Wow. Nếu như cho bạn đặt tên người yêu tương lai của mình á, bạn sẽ đặt cái tên gì cho nó ấn tượng nè? Cô gái mộc mạc dễ thương đáng yêu làm lòng anh xao xuyến và anh đỡ đổ. Trời ơi. Rồi cảm ơn bạn. Chúng ta hãy đến với nội dung bên trong của điện thoại bạn Neo nha. Xin mời Neo. Mình có thể xem cái danh sách bài hát của Neo được không ạ? Những bài hát rất là nổi tiếng đúng không nào? Cả những demo mà bạn sáng tác nữa nè. Phong cách nhạc của Neo rất là trẻ. Bạn có thích nghe nhạc xưa không Neo ha? Thật ra thì Neo thích nghe những bài R&B nhiều hơn. Không thích nghe nhạc xưa lắm tại dễ buồn ngủ. Nhưng mà lỡ có cô người yêu hát nhạc bolero thì sao? Mình sẽ coi đó là một bài hát đặc biệt đối với mình. Cho em hỏi một câu được không ạ? Rồi, xin mời bạn. Hai bạn nữ có thích bạn trai không tới 1m7 không ạ? À, hơi nhỏ con tí. Trước khi trả lời câu này thì mình cũng chia sẻ chiều cao thực sự của cả hai người đẹp luôn hen. Minh Trân. Dạ em cao 1m63. Đó, Minh Trân 1m63 nè. Còn Quỳnh Như. Dạ em cao 1m64, 65 vậy đó. Cái điều rất là bất lợi cho bạn nữ là khi bạn nữ yêu em thì thường sẽ không được mang guốc. Tại sao? Mình chỉ cao 1m67 thôi. Trời đất ơi, tôi tưởng 1m67 là cũng chuẩn rồi đó. Cho em hỏi hai bạn nữ là có ngại việc khi bạn trai của mình tiếp xúc với nhiều bạn nữ khác không? Theo như nghĩ thì cái đó là vấn đề về công việc. Và khi nói về công việc thì mình đừng bao giờ ghen một cách mù quáng như vậy. Còn em thì em ghen đấy. Nhưng mà khi ghen em giải quyết làm sao? Mình cũng công tự biết tiết chế bản thân mình lại. Mình cũng nghĩ đó là công việc của bạn trai mình. Buồn buồn mình để trong lòng rồi tối về mình nói: anh ơi, mốt anh có tập thì anh hạn chế tiếp xúc lại, em không có được vui. Thì nếu nói anh... thẳng cho người ta hiểu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Anh biết rồi. Anh nào nói vậy? Anh Thịnh. Ông Thịnh nữa, ông Thịnh. Như vậy chúng ta đã theo dõi được những nội dung bên trong lẫn bên ngoài trong chiếc điện thoại để phát ra những tần số cần thiết. Nhưng sóng nào sẽ tìm thấy với nhau đầu tiên đây? Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ thì anh chàng nào sẽ được tiếp tục có cơ hội bước vào vòng trong để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu anh chàng nào ít cơ hội hơn và đương nhiên sẽ phải nói lời tạm biệt. Quỳnh Như, bạn ấn tượng với anh chàng nào và muốn anh ấy sẽ tiếp tục bước vào vòng trong? Nói thật ra thì bốn anh chàng hôm nay anh chàng nào cũng rất là dễ thương. Nhưng mà theo như Quỳnh Như cảm nhận á thì Quỳnh Như thích anh số 3 hơn. Chúc mừng Hoài Thịnh. Còn bạn Minh Trân thì sao? Em rất thích
được ăn đồ ăn của người yêu nấu. Chọn số 1. Như vậy là đòn tâm lý về ẩm thực đã giành chiến thắng cho bạn ở vòng này. Hai người còn lại thì quyền quyết định sẽ thuộc về MC. Và nói về trai thì chắc để Lê Lộc chọn. Thành Tâm và Neo có hai cái cá tính rất là khác biệt nhau. Mà Lê Lộc ấn tượng nhất là bạn Thành Tâm. Tại vì là một cái anh chàng mà nếu như một, là một BT á, thì anh ta có tính là kiên trì. Khi mà muốn theo đuổi một tình yêu nào đó thì sẽ quyết đi đến cùng. Và bên cạnh anh ta thì cảm thấy rất là an toàn. Như vậy Thành Tâm sẽ là nhân vật cuối cùng. Và bây giờ chờ đón xem anh chàng Neo này đam mê âm nhạc xuất hiện như thế nào trên sân khấu đây. Xin mời. Xin mời bạn Neo. Gương mặt rất là nam tính nha. Minh Lộc, chàng trai với vẻ ngoài cá tính, có chút bụi bặm từng chia sẻ: nắng sinh ra đã rực rỡ, em đã cười cho lòng này nở hoa. Anh chẳng mơ ước cao xa, cũng chẳng tự đặt ra cho mình những tiêu chuẩn. Chỉ cần một cô gái như em luôn giữ mãi nụ cười ấy, nụ cười trở thành nguồn sáng trên hành trình dài của anh. Đến với chương trình này thì bạn có mong muốn điều gì không? Mình muốn tìm một cái tần số dao động với mình, nhưng có lẽ là chưa có ở đây. Rất cảm ơn Neo đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến vòng 2 có tên là Thử thách của chàng. Với thử thách của chàng này, chúng tôi đã dành những bộ thăm cho mỗi chàng trai. Và sau khi rút thăm rồi thì chàng trai đầu tiên, Minh Truyền, sẽ có thử thách được mang tên là năng khiếu nghệ thuật. Chàng trai thứ hai là Thành Tâm, có nội dung thử thách là năng khiếu nghệ thuật. Và chàng trai thứ ba là chàng trai Hoài Thịnh, có được lá thăm mang nội dung thử thách là hỏi nhanh, đáp nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chàng trai đầu tiên đi Lộc ha. Dạ, xin mời bạn Minh Truyền. Trời ơi, rồi xong luôn. Hát bài này là đốn tim rồi. Rồi, vỗ tay, vỗ tay. Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man xin anh một mình nơi đây. Những phút sẽ trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lời nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi điều phiền ngày hôm qua. Dịu dàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đành tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Tia nắng trong anh không xa rời. Wow, chưa hết. Chắc ngầu già. Boomerang. Wing. Boomerang. Yeah!
mình thích cái phong cách này nè, lịch thiệp, dễ thương, gần gũi. Cái giọng hát bạn rất là đẹp nè, rồi rất là khung khéo, lồng vào cái sở trường của bạn là nhảy nữa chứ. Thật sự là bây giờ team em nhìn em không biết bạn nào là Trang, bạn nào là Như, nhưng mà em nhìn bạn áo đen thì team em hơi bị khó chịu, kiểu như nó lâng lâng khó tả. Anh đã yêu em dại khờ, dù bơ quá, tình yêu ấy mãi không phải mà anh luôn tồn tại. Bắt đầu thật sự là bắt đầu thấy được cái tần số nó bắt đầu tiến tới rồi đó. Anh ơi, em có đâu khó chịu không? Em xuống em gỡ giùm anh. Không được em ơi, không được em ơi. Em ơi, cái gì cũng phải chồng lễ giáo này nọ. Nã nó là Thật quá. Chứ thật sự cái mặt nạ che hết, nhưng thật sự là mặt nạ thật sự cái mặt em bây giờ đỏ như trái cà chua. À dạ hả? Em đang thấy nóng bừng bừng đúng không nào? Dạ, tim đập muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn ạ. Wow. Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn ạ. Và bây giờ sẽ đến phần thử thách của chàng trai Hoài Thịnh. Hoàng Thịnh, thử thách của bạn mang tên là hỏi nhanh đáp nhanh. Bạn chỉ có 60 giây để trả lời 6 câu hỏi sẽ liên quan đến hai người đẹp. Bây giờ bắt đầu nha, sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng rồi ạ. 60 giây bắt đầu. Màu sắc yêu thích của Quỳnh Như là màu gì? Màu của trái tim em ạ. Màu của trái tim em ạ. Màu của trái tim em ạ. Sai. Đáp rồi. Án. Đáp án đúng là màu hồng và màu đỏ. Ừ, đó. Câu thứ hai nha. Minh Trân đang học trường nào? Dạ thưa chị là đại học Mở. Chính xác. Câu số 3, cô gái thích đi phượt tên là gì? Cô gái thích đi phượt tên là Quỳnh Như ạ. Sai. Câu số 4, chiều cao của Trân là bao nhiêu? 1m60. Nhanh lên. 66. Sai, 1m63. Câu số 5, kể hai tiêu chuẩn bạn trai của Quỳnh Như. Nhanh lên. Quỳnh Như là bạn này. Tiêu chuẩn bạn trai của Quỳnh Như là... Bỏ qua nha. Bỏ qua. Câu số 6, sinh nhật Quỳnh Như là ngày mấy? 22 tháng... tháng 2. Chính xác. Rồi hết giờ rồi. Chúc mừng phần thử thách của bạn. Bạn đúng được 2 câu. 2 trên 6 câu hen. Rồi, bạn có điều gì muốn chia sẻ với hai bạn nữ không? Bước ra đây thì em bị hớp hồn bởi một người. Chị hả? Dạ không. Bạn nữ áo đỏ. Em chọn anh là không sai. Đó. Cảm ơn bạn Hoài Thịnh. Bây giờ mình sẽ gặp lại sau nha. Dạ. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách năng khiếu nghệ thuật của bạn Thành Tâm. Wow.
đứng cạnh là thấy sơ sơ là anh này điển trai lắm nghe. Thì chắc là người hiểu rõ nhất đó chính là Minh Trân đúng không nè? Thì mình cũng nói thật là bạn Minh Trân là bạn cũng chơi chung với mình. À hả? Tâm biết hôm nay mình tham gia chương trình này không? À, không biết, lúc mà nghe tiếng nó quen quen. Vậy là hữu duyên thiền lý năng tường ngộ. Thật ra là một người rất là ấm áp. Mỗi lần mà mình buồn hay gì đó là mình nhắn tin là bắt đầu sẽ trả lời ngay. Chia sẻ. Dạ đúng rồi, chia sẻ mình về những cái công việc hoặc là trong những cái đời sống gia đình mình có chuyện buồn. Nói chung anh này là một người tốt. Cảm ơn Tâm rất nhiều. Xin mời Tâm về với vị trí của mình. Thử thách của chàng đã khép lại với 3 phần thử thách dành cho cả 3 chàng trai. Ai sẽ tiếp tục bước tiếp vào vòng trong và ai sẽ phải nói lời tạm biệt đây? Xin mời quý vị đến với một phần rất quan trọng ngay sau đây, quảng cáo. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào sự ấn tượng của hai nữ chính của chúng tôi. Đó chính là Minh Trân và Quỳnh Như. Em vẫn chọn anh số 1 là anh Minh Truyền. Còn bạn Quỳnh Như, bạn vẫn giữ sự lựa chọn của mình chứ? Thật sự ra mà nói thì Như thích bạn số 2. Ồ, phần ấn tượng lại là thuộc về bạn Thanh Tâm nghe. Ở điểm nào? Sói ca sơ mi trắng. Và theo như bé Trần đã share thì thấy bạn này rất là ấm áp. Như vậy là với sự ấn tượng của cả hai cô gái xinh đẹp thì hai chàng trai bước tiếp vào vòng trong đó chính là Minh Truyền và Thành Tâm. Chúc mừng hai bạn. Chàng trai phải nói lời tạm biệt đó chính là Hoài Thịnh. Chúng ta sẽ cùng nhau thấy được sự lộ diện gương mặt của cả ba chàng trai, nhưng chỉ có hai cô gái sẽ không thấy được mặt họ. Xin mời hai người đẹp sẽ bước lên sân khấu và đứng xoay về hướng khán giả. Và bây giờ sẽ là gương mặt thực sự của cả ba chàng trai. Xin mời. Thanh. Anh ấn tượng với bạn nào? Đương nhiên là Thịnh. Chắc chắn là Thịnh. Mãi mãi là Thịnh. Tại sao vậy? Năng động, chủ động, hoạt bát. Em là người trầm tính, ít nói và sống nội tâm. Trời ơi. Em ơi, không có ai lụm thính em ở đâu. Đừng thả nữa nha Cương nha. Nhưng mà chắc chắn sẽ còn nửa kia phù hợp với Thịnh nhiều hơn. Và bây giờ chào đón sự quay lại của cả hai cô gái. Xin mời. Chúng ta hãy cùng chào đón bạn Hoài Thịnh. Đó, trời ơi. Cười tươi mà duyên lắm nha. Còn nhớ tiết học toán hình ngày ấy, khi ánh mắt Thịnh lần đầu bắt gặp nụ cười của bạn nữ bàn kế bên, tròn vuông tam giác đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng hình bạn. Mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng khiến Thịnh trăn trở đủ dài và đủ sâu. Giờ là lúc bước ra khỏi cuộc tình gian dở ấy, kiếm tìm tần số cho riêng mình. Cô bạn gái tương lai của Thịnh ơi, chỉ cần đủ yêu thương, đủ bao dung để đồng hành với con tim này thôi, bạn làm được chứ? Thì cũng có hơi tiếc chút chút. Tại vì tại có rung miếng mà chưa động được. Qua sóng truyền hình, bạn có lời chia sẻ, lời cảm ơn, lời chúc nào dành cho gia đình của mình hay không? Đặc biệt là tới hai người mẹ và hai người cha lận. Dạ, thật ra thì rất là ước mơ đi ra đường, được đi xa. Em đi tới nước ngoài lận, bôn ba ngoài đời rồi mới biết là đi đâu thì cũng chỉ có một chỗ để quay về, đó chính là gia đình thôi. Cả hai người mẹ đều dành tình cảm rất đặc biệt dành cho bạn. Thật ra là hạnh phúc là sau này khi em lớn lên em mới nhìn nhận lại em mới thấy hạnh phúc. Còn cái lúc mà ba mẹ em chia tay nhau là năm em 9 tuổi. Thì thật sự lúc đó 9 tuổi mà em phải tự đi bằng xe đạp một mình. Cấp 2 chuyển lên cấp 3 cũng phải tự đi. Và khi mà tốt nghiệp cái thi xong cái mọi người ở ngoài có ba mẹ đem cơm chở đi. Còn em thì chỉ có một mình thôi. Đến khi em thi vào trường vẫn một mình. Dấu ấn, sự kiện nào khiến cho bạn thay đổi cái định kiến ngày xưa mà cảm thấy đồng cảm và thông cảm với các phụ huynh hơn? Cũng không có một cái dấu ấn nào đặc biệt. Ta nói là mưa dầm thấm lâu, cho nên là ngày qua ngày sống chung từ từ. Mẹ hai với lại ba mẹ đồ này kia lo cho em nhiều chuyện, cho nên là em cảm thấy là họ thực sự quan tâm em. Mình phải tôn trọng quyết định đó và phải trở thành một người tốt để mang hạnh phúc ngược lại cho ba mẹ. Và bạn đã làm được điều đó.
cảm ơn những chia sẻ của bạn. Và Lê Lộc nghĩ rằng cái điều quan trọng bây giờ là bạn Hoài Thịnh đã gạt bỏ được tất cả các quá khứ đau buồn rồi. Và hy vọng rằng may mắn phía trước sẽ được bạn đón nhận nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Nãy giờ chúng ta đã khám phá khá nhiều bí mật của các chàng trai rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng tiếp theo, bí mật của nàng. Yeah. Chiếc điện thoại thông minh trên tay của hai người đẹp sẽ được chia sẻ một cách công khai trên màn hình LED. Xin mời hình ảnh kết nối với tần số tình yêu. Minh Trân thì để chính hình nền của mình luôn đúng không ạ? Áo dài trắng, đang đóng phim học sinh hay là đúng là thời đi học của mình? Dạ, cái này là em chuẩn bị diễn kịch sân khấu. Còn bên Quỳnh Như, chà, so deep. Cái này là ở đâu nhỉ? Dạ, ở sông Hương của thành phố Huế. Ồ, đúng rồi. Như là gốc Huế mà đúng không nào? Dạ, đúng rất rồi. Rất là yêu Huế đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Lộc ơi, mình sẽ tham khảo nội dung điện thoại của ai trước nào? Em nghĩ là của bạn Minh Trân trước đi. Tại vì đây cũng là một cái bạn gần gũi với em trong sân khấu nữa. Hình ảnh trước đi. Hình ảnh hả? À? Toàn là chân dung không vậy? Đâu, mình lướt nhẹ cái nè. Ý, thấy có một cái chàng trai kìa. Đó, đây là bạn của em với lại bạn Tâm luôn á, trong team chơi chung. Vậy hả? Thấy khá nhiều hình ảnh bạn chụp ngoại cảnh. Bạn có sở thích đi du lịch không? Đi phượt? Có, đi một mình thì kiểu như những nơi gần gần á, hay tự mình chạy ra Vũng Tàu. Trời, một cô gái đi xe máy phóng ra Vũng Tàu luôn, tầm mấy cây số? Mạnh mẽ chứ. Em chạy ngoài, em chơi, em ngắm bình minh cái em chạy về. Nói chung là nhiều lúc buồn thì mình nhìn, mình đi ra biển á, mình thấy mình cũng vui, mình hít thở không khí trong lành. Rồi tâm sự với biển luôn, bạn buồn chuyện gì? Thì mình đôi lúc mình thấy cô đơn á, thì mình hay như vậy. Nỗi buồn đó là về gia đình, cuộc sống hay tình yêu hay sự nghiệp? Chắc về cuộc sống thì nhiều. Đã từng yêu qua hai người rồi đó. Nhưng mà nó là những cái mối tình thời mà mình còn học sinh á anh. Nó không có được. Nó còn gà bông quá đúng không nào? Đúng rồi. Nó thiếu được cái đường mặn mà, chín chắn, trưởng chững chạc. Mối tình mà em quen gần đây nhất á là gần 3 năm. Trời, 3 năm là nhiều đó. Thì tụi em quen nhau thời mà em còn học cấp 3. Thì ảnh là một người hát rất hay. Lần đầu tiên em thấy ảnh hát trên sân khấu thì em mới vô, trời ơi sao người gì đâu đẹp trai mà hát hay quá vậy trời, mà còn biết rap nữa. Rồi em cũng tìm cách em cua. Bạn chủ động luôn. Nhưng mà lúc đó anh có người yêu rồi. Căng à. Em nói là bây giờ anh ơi, em thích anh quá, anh có thể nhận em làm đệ tử được không? Anh làm sư phụ em nhé. Anh nói không, anh không có nhận. Nói em kệ anh, em kêu anh bằng sư phụ. Cái hai người cứ nhắn tin qua nhau như vậy. Thì không biết làm sao, ảnh với chị chia tay rồi ảnh buồn. Ảnh tìm em tâm sự. Rồi hai tụi em nói chuyện với nhau. Rồi cái em nói em thích ảnh. Thế là tụi em quen nhau luôn. Dễ thương quá. Lý do vì sao vì dừng lại? Tụi em yêu nhau xa, lúc mà em lên thành phố em học á thì ảnh vẫn ngồi ở dưới, ảnh không có thời gian dành nhiều hơn cho em, lại hay ghen. Kiểu như vậy thì tụi em gây gổ nhau rồi hai đứa không có kiềm chế được bản thân mình. Cho nên là thôi em chủ động chia tay. Hy vọng là Truyền sẽ dành nhiều thời gian dành cho bạn ấy nếu như có cơ duyên được đến với nhau nha. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ những cái câu chuyện của riêng mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bí mật của nàng Quỳnh Như. Đây là phần hình ảnh đúng không nào? Đúng rồi. Chà, toàn hình ảnh trên sân khấu nè. Đi hình hát ngoại cảnh đúng không? Nè. Mình vô thử xem nha. Cái này là mình đang hát trong chương trình gì Quỳnh Như hả? Cái này là em quay MV thôi. Vậy hả? Nhưng mà anh nghe nói nè, gia đình về gốc các người Huế là cực kỳ nghiêm túc nha. Có khó tính không ạ? Dạ rất khó. Rất khó. Dạ đặc biệt là ba em rất khó. Có tiện chia sẻ với gia đình về cái công việc hay là sự nghiệp hoặc là tình cảm không? Trước tiên là về công việc thì cái công việc mà em đang theo á thì ba mẹ lại đồng ý hoàn toàn 100%. Dạ. May quá. Còn về tình yêu thì ba mẹ hay hỏi, nhưng mà em thì cũng ngại cho con chưa có hoặc là con cũng chưa có nghĩ tới chuyện đó. Nhưng thật sự ra đôi khi cũng đi làm thì cũng có một cái gì đó gọi là rung động. Mẹ em nói câu nghe dễ thương lắm, mẹ nói ở vậy đi rồi về sau này dù mà có ế quá thì mẹ về mẹ nuôi. Nhưng mà Quỳnh Như có bao giờ dắt một bạn nam nào đó về ra mắt ba mẹ chưa? Dạ chưa. Hồi trước á là mẹ em có suối. Dắt về đi không được, thôi làm bạn còn chi mua mà về sờ rửa. Mẹ nói vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là một tình yêu nó cũng là rất là cần thiết. Để mang lại cho mình nhiều sức sống mới hơn. Dạ đúng rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành cho các chàng trai chúng tôi có đôi phút để tìm hiểu xem thế giới riêng tư của những cô gái xinh đẹp của chúng ta như thế nào. Liệu rằng có thêm được những điểm chung nào hay không với tần số tình yêu. Và thời gian tìm hiểu bắt đầu.
chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó là phần quyết định cuối cùng. Ngay sau đây xin mời đàn trai đàn gái chúng ta sẽ vào vị trí rất đặc biệt của mình, chờ đón xem tần số tình yêu có bắt sóng được hay không. Xin mời. Nào, Tâm và Truyền ơi, các bạn đâu nào? Hai người đẹp, hãy sẵn sàng nhé. Nhưng mà trong giây phút này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được quay lưng lại. Chúng ta chờ xem với từng cặp thì họ có kết nối với nhau hay không cùng với tần số tình yêu. Cặp đầu tiên sẽ là Truyền và bạn Minh Trân. Bạn Trân, mình có thể cầm điện thoại giơ lên để mọi người cùng thấy xem có cuộc điện thoại từ anh bạn Minh Truyền của chúng ta không nha. Và bây giờ mọi người sẵn sàng đếm ngược từ 5 nhé. 5 4 3 2 1 Xin mời. Và kết quả là em nhìn bạn áo đen thì tim em hơi bị khó chịu. Thích quá. Alo. Cảm ơn Trân đã cho Truyền một cơ hội nấu ăn cho Trân ăn. Truyền không hứa bất cứ điều gì cả. Truyền chỉ muốn đem đến những cái niềm vui cho Trân thôi. Nếu Trân có chuyện gì buồn trong cuộc sống thì hãy tâm sự với Truyền. Truyền sẵn lòng đến bên Trân. Bây giờ Truyền có thể lại gần Trân được không chứ? Được chứ. Trời ơi, gì đâu mà gặp người đẹp. Đó. Truyền dễ thương ha, gặp người đẹp lung túng vậy. Chào bác. Dạng lên. Em rung, anh hiểu mà. Rung. Sau khi nắm tay rồi cảm giác hai bạn như thế nào? Dạ tóc giật lên luôn rồi anh. Dễ thương. Còn Minh Trân thì sao? Em không biết nói gì bây giờ, em chỉ hy vọng là tụi em sẽ có một cái kết tốt đẹp. Không biết nói gì gì thôi, hành động đi. Ai không muốn xem không thì quay mặt đi. Quay mặt đi chỗ khác. Trời ơi. Trời, chuyến đi Vũng Tàu sắp tới vui lắm nè. Mình không đi một mình nữa đâu. Ôi cưng quá. Các bạn rất là xứng đôi. Chúc mừng cả hai bạn Minh Truyền và Minh Trân. Bây giờ mời hai bạn mình bước về sau một tí xíu nha. Rồi. Tần số tình yêu đã xuất hiện được 50% rồi. Chờ đợi xem tần số tình yêu có xuất hiện tại điện thoại của bạn Quỳnh Như hay không. Mọi người đếm ngược nha. 5 4 3 2 1 Xin mời. Bạn trai cũng Như nhưng mà cũng là ca sĩ, thì hát nhạc trẻ tự nhiên bạn hát như vậy làm Như nghĩ tới cái bạn người bạn đó rất là nhiều. Và kết quả có rồi, xuất hiện tần số tình yêu. Alo. Chào Như. Cảm ơn Như đã cho Tâm một cơ hội. Lúc đầu Như chọn bạn Thịnh thì lúc đó Tâm rất là buồn luôn. Không biết nói sao á. Nhưng mà sau khi mà nghe Như tâm sự là Như buồn vì người yêu cũ, Tâm muốn là người cùng sẻ chia cùng Như. Như có thể quay mặt xuống đây được không? Trời ơi, gì mà bản lẻn vậy trời. Chủ động lên luôn, đón người đẹp. Trời. Như thấy Tâm như thế nào? Bạn rất là cao, điển trai và có nụ cười rất là ấm áp. Còn thấy Như sao? Thì thấy Như cũng dễ thương, nói chuyện thì rất là vui tính. Có vui không? Vui. Cảm ơn. Nào bây giờ các hai bạn hãy... Ủa, họp hội nghị hả? Chủ động Tâm. Đúng rồi. Rõ ràng là cô gái gốc Huế chúng ta vẫn có sự khép nép, e dè của riêng mình, rất là đáng yêu và dễ thương. Hy vọng đây là hai mảnh ghép cũng rất là phù hợp với nhau và sẽ còn nhiều thời gian để các bạn tìm hiểu hơn nữa. Ngay sau đây, Hoàng Đăng Bơ cùng với Lê Lộc sẽ trao tặng cho các bạn những kỷ niệm trường rất là xinh đẹp và ý nghĩa. Phần quà đại diện cho chương trình Tần số tình yêu tặng cho Minh Trân và Minh Truyền. Mong rằng hai bạn sẽ cùng nhau cho mình những cái cơ hội để tìm hiểu và chia sẻ với nhau để tần số tình yêu của mọi người được phát xa hơn. Còn đây là kỷ niệm trường đánh dấu một ngày rất đẹp dành cho Quỳnh Như và Thành Tâm. Hy vọng các bạn sẽ luôn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Và đó cũng chính là những lời chúc mà chúng tôi muốn dành tặng cho những quý khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Điển trai ngời ngời như là diễn viên Hollywood, nhan sắc từ anh nhân lên gấp đôi. Trời ơi, thấy ghê quá à. Thiệt. Trời ơi, nhân lên gấp đôi luôn hả? Là người ta cao hơn anh gấp đôi luôn á. Thì anh tự xin nhục anh trước để lát nữa mọi người đã bỡ ngỡ. Hãy chào đón hai anh em Trí Nhân và Trí Nghĩa. À, cún. Chưa. Yeah.